Vâng, cửa hàm thanh số đỏ xin kính chào tất cả các toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Thì đã lâu lắm rồi, đã một năm trôi qua các bác ạ. Thì ngày hôm nay đây là bên cửa hàm bên em mới nhập lại được cái lô loa MOS tiếp theo. Thì thực sự đây mà dòng loa có thể nói là được bình chọn các bác nhá, được bình chọn và được có thể nói là được nhiều người theo dõi nhất trong 2 năm trở lại đây. Thì ở đây là dòng loa mà được nhiều người tìm kiếm trên YouTube cũng như là trên các trang mạng xã hội, và kể cả cửa hàng bên em cũng luôn luôn được nhiều người hỏi hàng về cái dòng loa này nhất. Và dòng loa này với thiết kế cái âm bass, cái bass đẹp nhất trong dòng bass thường, phải nói là những cái nhất mà dòng loa MOS luôn luôn mang lại. Thì cửa hàng bên em đã từng bán cho các bác những model như là TS12 và đặc biệt cao hơn một chút đó là VH12. Thì ngày hôm nay nối tiếp cái thành công của những dòng model trước, cửa hàng bên em về cho các bác với model hôm nay đó là PH12. PH12 các bác nha. Đây là dòng loa full bass 30. Bass 30 với thiết kế thùng gỗ. Đây, em hiện tại đang để đây các bác nha. Đang bẩn lắm, bọn em chưa vệ sinh, vừa về xong. Vừa về em cho review cho các bác ngay. Thùng gỗ rất là chắc chắn, hai bên là hai thanh nhôm có mạ đồng giống như mạ vàng các bác nha. Rất là đẹp. Và cái đặc biệt cái thùng loa của MOS thì luôn luôn được đánh giá và nó được cực kỳ chắc chắn và rất là cứng, ít khi trường hợp nó bị va đập mà bị nứt thùng lắm. Vì họ gia cố rất là cẩn thận các bác nha. Cho nên là loa MOS luôn luôn được thể hiện về đẳng cấp chất lượng. MOS là một thương hiệu có thể nói là được yêu mến và được nhiều người hiện tại bây giờ đang luôn luôn tìm kiếm nhất, một thương hiệu đến từ Đức. Thì đây là một dòng loa có thể nói là quá là hay luôn. Với những thông số vậy đó là thực sự ấn tượng. MOS model PH12, cái mặt thông tin này được làm bằng nhôm cắt CNC luôn các bác nha. Cắt CNC luôn. Tiêm mã vạch đăng quản luôn. Em vẫn đang giữ được nguyên cái tem mã vạch, tem của check in hàng chính hãng của MOS vẫn đang còn luôn, hàng rất là tốt, đẹp, rất là đẹp. Con này thì giải tần nó là từ 50 đến 20 kHz. Độ nhạy từ 100 đến 100, độ nhạy là 100 dB. Cái nó là độ nhạy 100 dB là khá là cao. Bình thường loa chúng ta nó nằm ở ngưỡng là 92 hoặc 98 dB và con loa này nó nằm ở ngưỡng 100 dB. Công suất thấp nhất làm việc của nó là 400W, công suất trung bình là 800W. Và công suất max của nó là lên tới 1600W ở 8 ohm các nha. Một dòng loa mà đã được thể hiện trên thị trường và luôn luôn đẳng cấp. Với những thành công của những model trước thì hôm nay nối tiếp, và đây là một dòng model PH12 thì nó thiết kế nó cao hơn, cái thùng của nó làm cao hơn, nó cao hơn so với cái loa VH12. VH12 thì thùng nó sẽ thấp hơn một chút các nha, thấp hơn tầm khoảng 5 phân, thì con này nó thùng nó sẽ cao hơn. Nó cao hơn và nhìn cái lo nó sẽ đứng, nó chiềng hơn. Các bác nhìn cho em, cái lo cảm giác nó cao hơn, đứng hơn, nó chiềng hơn, nhìn nó sang trọng hơn. Nó sang trọng hơn. Thì cái nội thất bên trong thì thực sự nếu các bác nhìn qua những cái model trước của MOS thì kể cái model này luôn luôn là một dòng lo đẳng cấp trên thị trường. Với thiết kế bát lo được thể hiện, đây là dòng bát lo đẹp nhất trên thị trường so với những dòng bát thường. Không, chúng ta không tính cái dòng loa neon. Thì đây là dòng bát thường với thiết kế xương từ tất cả mọi thứ đẹp nhất trên thị trường hiện nay và luôn luôn được thể hiện đẳng cấp. Với những xương là xương đa chấu rất là lớn và côn hở các bác này, côn hở sẽ tản nhiệt tốt hơn. Với thiết kế của cái phần từ thì họ làm cái phần thép này nó gồm rất là đẹp và thực sự là nhìn đẳng cấp. Đây là dòng loa mà dòng bát mà luôn luôn đến bây giờ, các bác để ý cho em, đến bây giờ thì thị trường và rất là nhiều những công ty họ đã cố gắng làm nhái những cái dòng bát như thế này để bán thị trường, bởi vì bát nó quá là đẹp luôn. Cho nên thị trường hiện tại bây giờ, nếu các bác để ý cho em, thì những cái bát mới hiện tại trên thị trường, những hiện tại trên thị trường hiện tại họ đang bán rất là nhiều, tràn lan những dòng bát giống y chang cái bát này, giống y luôn, bởi vì họ nhái thiết kế của cái con lo này quá là đẹp và họ làm để bán ra khá là rẻ trên thị trường, thì chất lượng rất là kém các bác nha. Và đương nhiên là nó không đo đâu vào đâu cả, thì họ chỉ nhái được kiểu dáng thôi chứ không thể nhái được chất lượng các bác nha. Với cái bát mà đang còn đẹp và zin như thế này, với tem MOS ở đây, tem MOS và các thông số mà email và tem 7 màu, đấy, ui rồi bùng ra luôn các bác này, đấy tem 7 màu này, thì cái tem này nó rất là đẹp bùng, cho nên là có thể cái nó sẽ còn đấy, cái biến này của cái thì bùng mất rồi, thì cái này chúng ta cũng không để ý quan tâm. Dâu loa thì phải nói là to, rất là to và họ rất là cẩn thận, cứ dùng gen các bác nha. Gen để mà gia cố cái mối hàn. Về phần bát loa thì đây là dòng loa gần 2 sóng tẩm dầu. Đấy, bát em chưa bẩn này, các bác nhìn này, em còn chưa vệ sinh, rất là bẩn luôn. Đấy, phễu loa được đổ keo
rất là đẹp. Nhìn cái khung sườn xung quanh loa họ làm mát, nhìn rất là chắc chắn và dày. Thì cái bắt loa của màu OF riêng cái lòng VH12 và dòng PS mà PH12 này được đánh giá là hoàn hảo nhất và nó là đẳng cấp nhất trên thị trường, quá đẹp luôn, nó là đẹp và đặc biệt rất là nặng các bác nha. Những chiếc loa này rất là nặng, bởi vì những cái loa mà đã sở hữu cái từ như thế này thì nó rất rất là nặng luôn, cho nên các bác lưu ý cho em. Kế tiếp thì nối tiếp với thành công của cái con VH12 thì cái con con PH12 này họ đã thay đổi một chút về con tép này, qua những cải tiến về cái phần 500 thì em cảm giác là nó lớn hơn một chút, nó lớn hơn một chút và nó cải tiến hơn. Thì con tép của dòng loa VM1F này nó cho ra chất âm nó khá là mềm, nó không bị chói như những dòng tép của dòng loa rẻ tiền. Nó rất là mềm và nó sắc, đánh nó rất là rõ ràng các bác nhá, nghe rất là sướng luôn. Âm bass thì nó cho lực mà được, đặc biệt là cái dòng cú sốt nó cao. Cho nên các bác khi làm sự kiện, kể cả những người làm sự kiện đã dùng những dòng loa MF trên thị trường, kể cả những model thấp hơn, thì người ta vẫn đã dùng những model của loa này để đánh sự kiện rất là tốt. Và với những model mà đầy cao như thế này, PH12 như thế này thì chúng ta cũng không cần bàn cãi nữa. Tất cả loa bên em mới chụp về và chưa hay vệ sinh. Và sản phẩm bán ra sẽ được bao zin bao xịn cho các bác trọn đời. Sản phẩm bán ra cho các bác là sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Những cái con này ngày mai bên em sẽ giặt vệ căng. Đấy, bởi vì nó là bị ám do bẩn, do là thời gian bụi bẩn nó bám vào. Thì những cái này ngày mai bên em sẽ cho giặt sạch bong cho các bác. Và thành loa sẽ được vệ sinh, lau sạch sẽ sáng quắc, đảm bảo là đẹp hoàn hảo cho các bác trước khi nhận hàng. Còn loa khi nhận cho bác, từng cái ốc loa đây cũng được ốc bằng inox, cũng được làm bằng thép không gỉ. Và chất lượng của nó thì nó tuyệt hảo, zin nguyên bản cho các bác luôn. Cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Với cái giá thị trường hiện tại, cái loa dòng VH12 mà đặc biệt như PH12 này thì giá thị trường hiện tại bây giờ nó nằm ở ngưỡng khoảng độ 12-13 triệu rồi đấy. Rất là nhiều cửa hàng hiện tại đang bán, đã từng bán, và cửa hàng mình đã từng bán thì các bác có thể tham khảo giá để chúng ta cùng xem qua. Nhưng hôm nay cửa hàng mình em về số lượng không được nhiều, thực sự không được nhiều, và bán cho các bác một cái giá phải nói là tuyệt vời hơn. Nó chỉ là 10.500.000 đồng. 10.500.000 đồng cho một đôi loa MOF với cái mã là PH12. Đây là một dòng loa có thể nói là đẳng cấp trên thị trường hiện nay. Và công suất nó không hề thua kém do so gì với những dòng loa BB5000C hay là Maygo VH12MK2 các bác nhé. Công suất rất là lớn và đặc biệt độ bền cao. Loa MOF luôn luôn cho độ bền cao, cực kỳ cao, và đánh rát, các bác đánh căng trong thời gian dài nó không bị súng, chất âm nó không bị súng, không bị méo và không bị giảm chất lượng âm thanh. Đó là những cái mà MOF họ luôn luôn mang lại cho chúng ta. Đặc biệt là rất là nhiều người tiêu dùng hiện tại đang săn lùng thằng loa này, và cái số lượng cũng hiện tại bây giờ rất là nhiều người săn lùng, cho nên là nó tạo nên một cái sốt hiếm nữa, nó khá là hiếm nữa. Cho nên là những bác nào mà đang thích dòng loa này từ lâu giờ thì bây giờ có thể liên hệ với cửa hàng bên em để chúng ta đặt hàng gấp các bác nhé. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào và hẹn gặp lại.